Top những con giáp hứng chọn lộc lá của thiên hạ trong ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 2023. Tiền bạc về tay, tình duyên đỏ thắm, mọi điều thì như ý. Bước sang ngày 25 tháng 10 âm lịch thì các con giáp này sẽ đón nhận nhiều cái phước lành trong cuộc sống. Các bạn liên tục nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân trong cái công việc. Chính vì vậy mà con đường sự nghiệp của các bạn sẽ sáng chói, tiền bạc nó cứ ào ào đổ về túi. Về khía cạnh tình cảm và gia đạo thì bình an, gia đình thì hòa thuận. Các bạn sẽ nhận được cái sự hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất từ những người thân trong gia đình. Những người độc thân cũng gặp được cái cơ hội để kết thúc những chuỗi ngày cô đơn lẻ bóng thông qua cái sự giới thiệu của bạn bè và những người xung quanh. Xin mời những con giáp có tên sau đây cùng hoan hỉ nhận lộc trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết ngày 25 tháng 10 âm lịch nó là ngày Kỷ Hợi. Cục diện đầu tiên chúng ta có là Dần Hợi Nhị Hợp. Vì thế, những người tuổi Dần sẽ là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày Kỷ Hợi, ngày 25 tháng 10 âm lịch này. Nói chung ấy, trong cái ngày 25 tháng 10 âm lịch cho thấy công việc của những người tuổi Dần được hanh thông thuận lợi, lại có chính quan nó hỗ trợ nữa. Vậy nên những người đang mong ngóng cái tin tức thi cử, du học hoặc là xin việc ấy, hay là chuẩn bị xuất ngoại ấy, thì đều gặp may mắn trong ngày. Các bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước được lòng sau, khiến cho ai cũng phải nể phục. Cái sự khéo léo rất quan trọng trong cái thời gian này. Khi mà bản mệnh tương tác tốt với đồng nghiệp, với tiền bối, với khách hàng ấy, thì sẽ có một ngày vui vẻ và làm việc được ưng ý. Đây cũng là lúc để cái mối quan hệ nó được ổn định hơn, cho các bạn nhiều cái cơ hội để tiếp xúc với những người xung quanh, tăng cường cái kết nối và bày tỏ cảm xúc cũng như là nêu lên cái ý kiến của mình. Đây cũng là cái thời điểm tốt để các bạn tìm kiếm cái cơ hội cho cái đời sống tình cảm hay là hợp tác trong công việc kinh doanh làm ăn. Trong thời gian này, quý vị nên lưu tâm đến việc điều tiết kế hoạch thời gian, đừng để các vấn đề nó trở nên rối rắm vượt quá cái khối lượng công việc của các bạn. Quý vị cũng nên học cách tin tưởng vào khả năng của bản thân mình, sử dụng cái tư duy, lý trí để đo lường các vấn đề thực tế và tìm kiếm cho mình những cái hướng đi thuận lợi hơn trong tương lai. Trong ngày hôm nay cũng được nhiều cái cutting nó xuất hiện, nó hỗ trợ. Vậy nên là cái chuyện thăng quan tiến chức sẽ đến với những người tuổi Dần. Nếu mà quý vị biết chớp lấy cái thời cơ thì hoàn toàn có thể đạt được những cái điều mà mình mơ ước. Ngoài ra các bạn cũng có cơ hội để phát triển cái tài lộc trong ngày hôm nay. Nhất là những người mà đang khởi nghiệp đã tìm ra được cái hướng đi mới, mang về cái doanh thu ổn định cho công ty cũng như là cho tập thể. Vận trình tiền bạc của những người tuổi Dần trong ngày hôm nay cũng được sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ được cục diện là ngũ hành tương sinh. Nhất là những người theo nghiệp kinh doanh ấy, thì nên chuẩn bị cái tinh thần để có thêm cái hợp đồng mới, khách hàng mới, sắp tới đỡ đau đầu hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về cái chuyện tiền nong. Thưa quý vị, để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc cho mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Quý vị cũng có thể kết bạn Zalo để được tư vấn kỹ hơn về cái vòng tam hợp quý nhân. Đó là con giáp may mắn đầu tiên là những người tuổi Dần. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày hôm nay, ngày 25 tháng 10 âm lịch ngày Kỷ Hợi ấy, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão trong ngày hôm nay thì có thiên quan nó chiếu mệnh. Đôi khi nó cũng cảnh báo các bạn muốn bình yên thì nên tránh xa những người có chức có quyền trong ngày hôm nay. Những người mà đang làm quản lý, đang làm quan chức ở cơ quan cũng nên cẩn thận giữ ghế của mình. An phận thủ thường là cái điều tốt nhất. Bù lại thì trong ngày hôm nay lại được cục diện tam hợp, quý nhân, Hợi, Mão, Mùi nó xuất hiện, nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên công việc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi, làm gì khó khăn thì cũng luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm của các bạn cũng rất tốt nhờ cái cục diện tam hợp nó hỗ trợ. Những người tuổi Mão gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên là sẽ tránh được khá những cái hung hiểm trong công việc và trong gia đình. Có chuyện gì bức bối thì quý vị nên tâm sự với những người thân trong nhà, đừng có vạch áo cho người xăm lưng. Trong ngày hôm nay thì lộc lá cũng đến với những người tuổi Mão khá nhiều do được cục diện ngũ hành tương sinh. Những người kinh doanh tuy không hẳn đã phát tài nhưng mà hàng hóa cũng được bán gọi là khá là chạy. Bản mệnh làm ăn thì uy tín, chất lượng sản phẩm thì luôn đảm bảo. Nên là những người tuổi Mão được trời thương Phật độ, làm gì thì cũng có tiền. Đó. Vì thế để gia tăng thêm cái vận may của mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số Zalo, số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, tuổi may mắn thứ ba trong ngày hôm nay không ai khác đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị,
Trong cái ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 2023, ngày Kỷ Hợi này, thì những người tuổi Mùi được thiên ấn nó xuất hiện, nó hỗ trợ. Thiên ấn xuất hiện trong cái ngày hôm nay, nó báo tin vui cho những người tuổi Mùi biết rằng cái nỗ lực của các bạn trong thời gian vừa qua đã bắt đầu có những cái kết quả tốt đẹp. Nhiều người được nhận thưởng nhờ cái sự chăm chỉ và xử lý vấn đề một cách khá là khôn ngoan, khá nhạy bén của mình. Tuy nhiên, vẫn có một số cái chuyện nó gây áp lực khiến cho những người tuổi Mùi phải nghĩ ngợi, phải căng thẳng. Quý vị đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình. Nếu không, các bạn sẽ khá là mệt mỏi và có xu hướng là lặp lại những cái sai lầm. Trong ngày hôm nay thì lại được cục diện tam hợp thái tuế là Hợi, Mão, Mùi nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên nó sẽ củng cố cái đường tình cảm của những người tuổi Mùi. Cái mặt nhân duyên thì khá là vượng, đôi lứa yêu đương thì nồng cháy. Thế nhưng các bạn cần phải năng ra ngoài, gặp gỡ với mọi người chứ đừng có ủ rũ trong nhà. Bên cạnh đó, tử vi học cũng nói rằng đây là cái cơ hội để các bạn có thể cải thiện cái tình hình không mấy thuận lợi của mình, tìm kiếm cái cơ hội đảm nhận được những cái phần thưởng xứng đáng cho cái những cái nỗ lực của mình. Cái sự thay đổi tích cực sẽ giúp các bạn giải quyết được vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì cái bầu không khí hài hòa trong tập thể. Bên cạnh đó, những người tuổi Mùi cũng cần tập trung vào cái vấn đề tài chính, xem xét liệu thu chi có cân bằng, cân đối hài hòa hay không. Hứa hẹn các bạn sẽ làm tốt những cái việc trên ấy, sẽ mang lại một cái số tin vui tích cực về tiền bạc. Nhưng mà cũng cần nhắc nhở bản thân là hãy lập cái kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, chi tiết và hình thành những cái thói quen tiết kiệm. Trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Mùi thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Thưa quý vị, đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong ngày 25 tháng 10, ngày Kỷ Hợi này, thì đó chính là những người tuổi Tý. Quý vị thân mến, trong ngày hôm nay thì những người tuổi Tý có thiên tài nó chiếu mệnh, nên là những người tuổi Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong công việc, hoặc là những người làm nghề tay trái, những người làm nghề đầu tư ấy, kinh doanh ấy, thì sẽ thu về lộc lá đầy mình. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh, nhưng mà cũng gì, nếu mà không biết cách cũng sẽ rất dễ mất lộc. Vậy nên khuyên các bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không nên hấp tấp hay là tham gia vào những cái trò cờ bạc đỏ đen, kẻo lộc lá nó lại bị tiêu tán. Thêm nữa, trong ngày lại có cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu nó trợ vận, nó chiếu cố, nên là cái mặt ngoại giao của những người tuổi Tý phải nói là mỹ mãn. Trong ngày hôm nay thì nhiều bạn sẽ ký kết được những cái hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo. Khi mà đi giao tiếp, đi xin việc ấy, thì cũng được suôn sẻ hơn nhờ cái sự nhanh mồm nhanh miệng cũng như là cái sự chủ động của những người tuổi Tý trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tài lộc của những người tuổi Tý cũng ổn định nhờ cục diện là ngũ hành nó tương sinh. Khuyên những người tuổi Tý cần phải biết cách hài lòng với những cái gì mình đang có ở cái thời điểm hiện tại. Sau những cái khó khăn ấy, thì các bạn sẽ phát triển mạnh, đấy, đủ ăn, đủ tiêu, nên là quý vị không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc. Nhưng mà cũng đừng có mà tiêu xài một cách phung phí. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 trong ngày hôm nay đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, công việc của những người tuổi Sửu trong ngày hôm nay cũng được suôn sẻ hanh thông hơn những ngày khác do được cục diện tam hội là Hợi, Tý, Sửu nó trợ mệnh, nó giúp đỡ. Các bạn được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc thì cũng được giải quyết sớm. Quan hệ với đồng nghiệp, với bạn bè, với những người làm chuyện thì vô cùng là vui vẻ và hòa thuận. Lại thêm được thực thần nó đội mệnh, vậy nên nó sẽ khiến cho những người tuổi Sửu ăn nên làm ra, có sự hoàn trả nợ nần hoặc là gì, giải quyết được những cái rắc rối. Trong thời gian này thì cũng có những cái cuộc gặp gỡ, gặp mặt, hội họp liên quan đến cái chuyện tiền bạc và có lợi cho những người tuổi Sửu, có lộc từ khách hàng nó mang lại. Bên cạnh đó, đường tình cảm cũng may mắn do được cục diện tam hội nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên là những khúc mắc trong cái họ hàng cũng được giải quyết một cách nhanh chóng. Con cái cha mẹ thì trong ngày hôm nay bình an, gặp hung hóa cát, được ơn trên nâng đỡ, nên là những người tuổi Sửu càng chăm chỉ hành thiện tích đức thì thời gian tới sẽ tránh được cái tai vạ bất ngờ và thu được những cái may mắn và tài lộc. Trong ngày 25 tháng 10 âm lịch này thì những ai còn độc thân thì cái vận đào hoa nó ngập lối, có cơ hội gặp được cái tiếng sét ái tình và đắm chìm trong chuyện tình yêu. Các cặp đôi thì hài lòng với các mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai bạn cũng đang khiến không ít người phải ghen tị và ngưỡng mộ. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống,
hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tác hợp quý nhân mang lại may mắn, tài lộc trọn đời cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 25 tháng 10 ngày Kỷ Hợi thì đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, những người tuổi Dậu được cái cục diện là ngũ hành tương sinh, vậy nên cũng khá là may mắn thoát được cái hoạn nạn trong công việc. Thực ra ấy, bản thân những người tuổi Dậu luôn biết rằng mình có nhiều cái thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên là cũng khá là khiêm tốn, chịu khó lắng nghe và học hỏi những cái góp ý của mọi người, nên là họ sẽ luôn được trời thương Phật độ và che chở. Những người tuổi Dậu là những người hòa đồng với mọi người xung quanh, khiến cho những người khác cảm thấy là dễ chịu khi mà tiếp xúc với mình. Trong ngày hôm nay nếu mà phải công tác, phải tiến hành đi xa ấy, thì cũng sẽ gặp một vài cái khó khăn, nhưng mà cũng được người khác giúp đỡ, tránh được cái hung họa. Nhờ cái sự ăn ở có phúc có phần mà những người tuổi Dậu không bao giờ phải lo thiệt thân. Những quả ngọt cũng đang đến dần dần với những người tuổi Dậu trong thời gian này. Bên cạnh đó, thực thần nó nâng đỡ nên là lộc lá cũng sẽ bám vây xung quanh những người tuổi Dậu. Đấy. Trong ngày hôm nay các bạn có lộc ăn uống, có quả cáp hoặc là được người khác cho tiền. Những người tuổi Dậu là những người vui vẻ lạc quan nên là không khó có thể tìm được lộc lá từ những người mình đã quen biết từ trước. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 25 tháng 10 âm lịch ngày Kỷ Hợi. Thì trong cái ngày 25 tháng 10 này, chúng ta có những con giáp sau đây là được lộc trời cho, giàu sang phú quý, dễ có cơ hội là trúng số đổi đời. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Dần. 2. Tuổi Mão. 3. Tuổi Mùi. 4. Tuổi Tý. 5. Tuổi Sửu. Và 6. Là tuổi Dậu. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho, giàu sang phú quý trong cái ngày 25 tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong ngày 25 tháng 10 âm lịch. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.